30.000 đến 40.000 đồng một cân na dai. Mức giá này đang khiến cho người trồng na trái vụ tại xã Lực Hành rất phấn khởi. Không chỉ được giá, mà nhờ thời tiết thuận lợi và kỹ thuật canh tác tốt, năng suất na trái vụ năm nay cũng tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Thời điểm này, trên địa bàn xã Lực Hành có khoảng 10 điểm thu mua na. Các thương lái khắp nơi đổ về đây mua na trái vụ với sản lượng mỗi ngày từ 5 đến 7 tấn. Với hơn 100 ha na trái vụ cho thu hoạch, sản lượng ước đạt gần 600 tấn. Tôi ở dưới Hà Nội cơ, mà tôi đi đây cứ năm nào tôi cũng đến đây tôi cân hàng để cái na trên đây. Na trên đây là nó ngon, mạ nó đẹp, ăn nó ngọt. Tôi về Hà Nội tôi đổ Hà Nội. Cây na được trồng tập trung tại thôn Minh Khai, làng Trà, Đồng Rôm. Na dai ở Lực Hành có đặc điểm quả to đồng đều, mẫu mã đẹp, được người tiêu dùng ưa chuộng. Để có những quả na trái vụ như thế, người trồng na phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật can thiệp để kéo dài vụ thu hoạch na lên 4 tháng. Từ nhiều năm nay, cây na dai mang lại thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân trong xã. Người dân chủ yếu trồng na trên đất đồi sỏi ong nên cây na thấp. Những năm gần đây, người dân đã đẩy mạnh chăm sóc cho ra na trái vụ để tận dụng hiệu quả kinh tế từ loại cây này. Khi sắp kết thúc vụ đầu thì tôi áp dụng kỹ thuật tuốt, có nghĩa là cắt và tuốt lá để cho ra hoa, ép cho ra hoa tự nhiên. Vẫn là tự nhiên nhưng mà chúng tôi vẫn phải dùng kỹ thuật ép cho ra hoa vụ sau để cho nó ở trong thân cây. Có nghĩa vụ đầu thì quả ở ngoài ngọn, vụ hai chúng tôi cho ra trong thân cây để cho cây nó khỏe cây hơn, tại vì vụ hai này thời tiết nó lạnh và khô. Bây giờ đang vào vụ thu hoạch, đang vào mùa thu hoạch. Tôi cũng đang huy động nhân lực để ưu ái về bán buôn tại nhà. Giá vụ 2 năm nay thì rơi vào tầm 30.000 một cân, bán xô hết. Theo người dân, na trái vụ có giá bán cao hơn na chính vụ từ 10 đến 15.000 đồng trên một cân. Để duy trì và phát huy hiệu quả kinh tế từ cây trồng này mang lại, những năm gần đây, cây na được quan tâm đầu tư nhằm nâng cao năng suất, chất lượng. Trong đó, na Lực Hành được công nhận là sản phẩm OCOP của huyện Yên Sơn. Đối với cây na của xã Lực Hành là một cái sản phẩm gọi là chủ lực của địa phương. Thì là đối với hội nông dân xã thì là cũng đã thực hiện theo chỉ đạo hội cấp trên để thành lập gọi là cái tổ hội nghề nghiệp. Đây là từ năm 2002 với quy mô của tổ hội là gồm có 15 thành viên và cái diện tích thì là trên 9 ha. Đấy thì sau khi được thành lập thì cũng đã được với là cái dự án này là coi ca đầu tư để cho các hộ trồng và chăm sóc là cây na. Thì cho đến nay thì là cây na đã sinh trưởng phát triển rất tốt, thì hàng năm là cho thu hoạch. Theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp, cần cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho cây trong khi sản xuất na trái vụ, tránh làm cây suy kiệt. Ngoài ra, bà con cần chủ động thăm vườn, theo dõi diễn biến sâu bệnh hại trên cây na, thông báo tới cán bộ kỹ thuật tại các xã để có phương án phòng trừ thích hợp khi sâu bệnh hại diễn biến xấu, gây hại mạnh, tránh sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật.